Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm cho anh chị một chiếc video để giới thiệu anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz phiên bản 2023 và bao anh chị cái giá bán của toàn quốc luôn. Thì Veloz 2023 hiện tại thì bên em đang phân phối về hai phiên bản. Thứ nhất là phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 658 triệu, và phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản top đấy ạ, có giá niêm yết là 698 triệu. Và thời điểm hiện tại thì đối với phiên bản tiêu chuẩn thì bên em đang tặng cho anh chị là giảm cho anh chị là 38 triệu tiền mặt, thì giá xuất hóa đơn chỉ còn có 620 triệu, và lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng 690 triệu thôi. Còn nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì phiên bản tiêu chuẩn là anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm 200 triệu là đủ rồi. Còn ngoài ra thì vẫn tặng cho anh chị là 1 năm bảo hiểm thân vỏ cộng với gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn cái phiên bản thứ hai, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản trước mắt chúng ta đây, thì có giá niêm yết là 698 ở thời điểm tháng 2 năm 2023 này, thì bên em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt, thì giá bán nó chỉ còn có 668 triệu thôi. Và lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 740. Trả góp thì anh chị trả còn chuẩn bị trước cho em khoảng tầm 220. Ngoài ra thì vẫn tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Vừa rồi thì em đã báo giá cho anh chị về cái giá bán chi tiết của hai phiên bản Toyota Veloz, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Thì hiện tại trước mắt em đang là một chiếc xe Veloz phiên bản cao cấp, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe này, xem chiếc xe này có gì. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản màu trắng ngọc trai. Thì đối với màu trắng ngọc trai của Veloz nói riêng và các dòng xe của Toyota nói chung sẽ có giá niêm yết cao hơn 8 triệu so với cả các cái màu khác. Thì ở phần đầu xe thì anh chị sẽ thấy nổi bật nhất vẫn cứ là cụm đèn có 4 khoang LED, cụm đèn full LED siêu khoang có 4 khoang này. Phía bên dưới nó là đèn sương mù, và xe được trang bị phiên bản cao cấp này được trang bị cái cam kép stereo ở trên này. Anh chị thấy là cái phiên bản này được trang bị cam kép, nó phụ trách các chức năng trong cái gói an toàn Toyota Citizen, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi cảnh báo các phương tiện khởi hành, cũng như là các phương tiện, các cái chức năng khác trong gói Toyota Citizen. Còn ngoài ra ở phía phần thân xe thì đây là bộ la răng của xe. La răng của xe bản tiêu chuẩn này thì cao hơn, lớn hơn 1 inch so với phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn có kích thước là 16, còn bản cao cấp hiện tại đây là 17 inch, và đều có cái ngôn ngữ thiết kế là dạng là phay xước, là dạng phay xước. Còn tổng thể ngoài nội ngoại thất thì nó chỉ khác nhau một vài điểm như sau. Thứ nhất là cái chức năng Toyota Citizen này về la răng khác một chút. Ngoài ra thì ở phần cụm gương ở phiên bản cao cấp này sẽ có một cái hai cái mắt cam trong Cam 360 của phiên bản cao cấp này. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì không có. Còn ở phần đuôi xe thì hai phiên bản sẽ giống hệt nhau, không khác nhau một cái gì cả, kể cả tên ở đây nó chỉ có là Veloz Cross thôi, không khác nhau một cái gì cả. Còn cả phiên bản đều có hai cái cảm biến phía sau. Vừa rồi thì bây giờ em sẽ vào để giới thiệu anh chị về phần nội thất của xe. Cửa thì có cửa cảm ứng, anh chị dần chạm vào đây là sẽ khóa cửa cũng như là mở cửa. Vừa rồi thì em để sẵn chìa khóa ở bên trong rồi, nên là cái xe nó cảnh báo một chút. Còn đây là về nội thất của xe. Nội thất của xe thì cũng cơ bản, nhưng mà khá nhiều các cái chức năng hiện đại. Ngoài các cái chức năng an toàn trong gói Toyota Citizen ra thì bên em còn trang bị cho Cross rất nhiều option khác. Ví dụ như cái màn hình phía trước này rất là lớn này, có rất nhiều chức năng, và bốn cái chế độ hiển thị này, có một cái màn hình nhỏ bên cạnh để hiện các cái thông số. Màn hình giải trí phía trước cũng rất lớn. Gương thì có cảnh báo điểm mù, có cụp gương tự động này, rồi có auto pha cốt này, cảnh báo phương tiện va chạm phía trước này, chống chân trượt này, rồi ngoài ra thì có cả điều hòa tự động và có cả dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Ngoài ra thì xe còn được trang bị là bộ phanh tay điện tử cũng như là auto hold. Ngoài ra phía bên dưới này sẽ là cái chức năng sạc không dây.
Ngoài ra thì xe được trang bị rất nhiều cái chỗ để đồ, ví dụ như cốc để nước ở bên này, cốc để nước cho người ngồi phía bên cạnh, rồi các cái hốc để đồ ở đây, kèm theo cả cái hệ thống sạc, cổng sạc USB cho các cái hành khách. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Veloz Cross phiên bản cao cấp, cũng như là giới thiệu cho anh chị về giá bán của dòng xe Veloz thời điểm tháng 2 năm 2023 này của cả hai phiên bản, cũng như là số tiền trả góp, số tiền lăn bánh, tổng khuyến mại. Thì anh chị quan tâm về dòng xe nào, về giá xe, cũng như là thời điểm xe, cần em tư vấn thêm vấn đề gì thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.